Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai ASEAN phiên bản 1.4 ATH. Chiếc xe này là phiên bản đặc biệt rồi quý vị và các bạn nhé. Phiên bản số tự động và phiên bản đặc biệt, phiên bản cao cấp nhất rồi quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu và mới lăn bánh được hơn 4 vạn km thôi các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản luôn ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 435 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai ASEAN phiên bản ATH 2021 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai ASEAN 2021 phiên bản đặc biệt này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và sau đây thì tôi sẽ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai ASEAN 2021 phiên bản đặc biệt này quý vị bạn nhé. Màu đỏ rất là đẹp rồi. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần thân vỏ và nước sơn bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. Một chiếc xe 2021 rất là đẹp và rất là mới đây quý vị các bạn nhé. Nhìn về phần nước sơn thì các bạn thấy đấy, sơn zin nguyên bản của xe còn tương đối là nhiều luôn các bạn nhé. Đấy, về cái phần sườn bên phụ các bạn thấy đấy, sườn bên phụ còn rất là nét căng luôn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, đây là về cái phần sườn bên phụ này. Sườn bên lái cũng vậy này, còn nét căng luôn và rất đẹp luôn bạn nhé. Sơn zin của xe còn rất là nhiều này. Cái bao tải sốc trước thì sơn lại một chút rồi, còn lại toàn bộ từ tai, cánh cửa này, hông này các bạn xem nhé, còn rất đẹp luôn các bạn ạ. Một chiếc xe có thể nói là rất là đẹp luôn. 2021 mới lăn bánh có hơn 4 vạn km thôi. Đấy, và chiếc xe này thì chủ xe cũng đã thay lên một cái dàn lốp, cả một cái dàn lốp Michelin mà chủ xe thay rất mới được bạn này. Đấy, dàn lốp Michelin rất là mới nhá, và đã có cảm biến áp suất lốp rồi này. Đấy, chủ xe lắp thêm cảm biến áp suất lốp này. Dàn lốp Michelin rất đẹp luôn. Cả một dàn lốp mid đều mới luôn bạn nhá. Đấy, rất đẹp luôn rồi này. Phiên bản ATH, phiên bản cao cấp nhất này thì xe cũng đã được trang bị đầy đủ option rồi. Từ đèn LED ban ngày này, đèn pha bi xi nông, cửa sổ nóc, la răng đúc, mặt phay các bạn nhé. Đấy, cả một dàn lốp Michelin mới tinh luôn quý vị các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Một chiếc xe có thể nói là siêu lướt luôn các bạn ạ. 2021 chạy 3 năm nhưng mà lăn bánh có hơn 4 vạn thôi. Mỗi 1 năm có hơn 1 vạn luôn các bạn nhé. Xin lỗi quý vị các bạn, cái la răng đúc này là la răng đúc bình thường thôi chứ không phải là mặt phay. Vừa rồi tôi có nói là la răng đúc mặt phay nhưng mà không phải là mặt phay nhá. Cái mặt này nó vành này gọi là vành xoắn thôi các bạn nhá. Rất là đẹp luôn này. Đấy, và ở phiên bản ATH này thì xe cũng đã được trang bị là khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Gương chiếu hậu thì gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, tất cả còn rất đẹp. Nhìn về cái phần ba đèn sốc trước của chiếc xe thì bạn thấy đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon rồi này, đèn LED ban ngày. Đấy, và đặc biệt là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Rất là mới luôn này, chưa xước sát thì luôn. Phía bên dưới đèn gầm cũng là đèn bi luôn. Đấy, đèn gầm cũng là đèn bi luôn các bạn nhé. Mặt ca lăng, lưới tản nhiệt rất đẹp luôn này. Của chiếc xe 2021 đây là cái mặt ca lăng khác này, mặt ca lăng tổ ong mới này các bạn nhé. Rất đẹp luôn. Hệ thống phanh là phanh đĩa cả 4 bánh rồi bạn nhé. Phanh đĩa 4 bánh. Đấy. Và nhìn về cái phần ba đèn sốc sau thì quý vị các bạn thấy đấy ạ.
xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi rồi nè, màn hình camera lùi đấy, cảm biến lùi đủ hết luôn bạn nhé. Và cái cụm đèn hậu này cũng đều rất là mới này, chưa có bị xước sát gì cả nhé, cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị nứt vỡ gì đâu, cho nên là cái cụm đèn còn đang rất đẹp đây các bạn xem ạ. Cụm đèn hậu rất đẹp này, và cái trang cái đuôi của chiếc xe này được thiết kế với phong cách rất là thể thao quý vị các bạn nhé. Và đây về cái phần gầm bạn xem này ạ, chiếc xe này thì chạy ở thành phố cho nên là gầm rất đẹp luôn bạn này, rất đẹp và rất mới luôn, cũng không có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Đấy, phần gầm đều rất mới luôn này. Đây là về cái phần gầm của chiếc xe này. Chiếc xe này thì cũng rất là thấp, nhưng mà tôi sẽ quay cho quý vị bạn xem được chỗ nào hay chỗ đấy nhé. Gầm rất đẹp rồi này. Đấy, gầm đẹp luôn. Toàn bộ về phần ngoại thất và phần gầm đều rất đẹp rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe các bạn nhé. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa quý vị và các bạn nhé. Đấy, toàn bộ chiếc xe rất đẹp luôn. Đây là phần keo chỉ cánh cửa phía trước bên lái này. Cánh cửa này thì chủ xe cũng đã lắp thêm cái gioăng chống ồn này các bạn nhé. Lắp thêm gioăng chống ồn này, như keo chỉ là còn nguyên bản này. Tất cả từ táp bi cánh cửa này. Đấy các bạn xem này, cái này là bẩn chúng tôi chưa dọn này, chưa dọn nhá, chứ bẩn một chút thôi. Chứ còn cái điều chỉnh lên chu kính này rất là mới này. Đấy, tay nắm cửa này đều rất là mới luôn, rất đẹp luôn bạn nhé. Toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô này, vô lăng rất đẹp luôn bạn nhé. Đấy, nội thất ghế da nguyên bản theo xe các bạn ạ. Chiếc xe này là phiên bản ATH thì xe cũng đã được trang bị là ghế da cao cấp rồi. Và bậc cửa thì đã được chủ xe ốp bảo vệ chống trước này. Trải sàn 5D rất xịn luôn này. Trải sàn 5D rất xịn luôn bạn nhé. Và đây là cái tem của nhà sản xuất các bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 và sản xuất lắp ráp tại Việt Nam nhé. Phiên bản 1.4 ATH này, bản này là bản đủ các bạn nhé. Đủ hết cho nên xe nó có cửa sổ nóc này. Đấy, cửa nóc đây các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên lái này, keo chỉ cũng còn nguyên zin. Chiếc xe này cũng được là dán chống ồn đây này. Cánh cửa này cũng dán chống ồn nhé. Đấy, rất đẹp luôn này. Táp bi cánh cửa đây rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, toàn bộ từ cái nút điều chỉnh lên xuống kính này, khóa cửa này. Đấy, và đây là cái bậc cửa này các bạn xem này, bậc cửa cũng đều là dán ốp chống trước rồi này. Trải sàn rất sạch sẽ, rất đẹp luôn bạn nhé. Ở chiếc xe Hyundai Accent thì Hyundai cũng đã trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi các bạn nhé, rất là đẹp này. Đấy, và nội thất hàng ghế sau đây bạn xem đây ạ. Đấy, nội thất hàng phía sau, hàng ghế sau này còn rất là mới quý vị và bạn nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái option bên trong. Bây giờ tôi sẽ bật cái khóa lên cho bạn xem này. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Đấy, và đồng hồ công tơ mét đây. Chiếc xe này lăn bánh là hơn 4 vạn km các bạn nhé, 4 vạn 3 km này. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động đấy ạ, cruise control. Đấy, rất đẹp luôn này. Phiên bản ATH là phiên bản điều hòa tự động luôn này. Màn hình zin theo xe này. Đấy, màn hình này thì có camera lùi tích hợp sẵn rồi nhá. Camera lùi, cảm biến lùi tích hợp sẵn rồi. Đấy, một chiếc xe phải nói là rất đẹp luôn này, toàn bộ từ táp lô này. Đấy, cho đến táp bi cánh cửa này đều rất là mới nhá. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Ở Hyundai thì cái màn hình này nó rất là nhiều cái tính năng các bạn nhé, giải trí trên màn hình này. Đấy, nó có rất nhiều tính năng này, và đặc biệt của nó là nó có cả map này. Đây này, tôi chưa có mạng, cái này nó chưa có mạng. Đấy, chưa có mạng, chứ cái màn hình này là màn hình rất xịn của Hyundai, nhưng Hyundai trang bị màn hình xịn lắm, nó có cả dẫn đường luôn và có cả cảnh báo tốc độ các bạn nhé. Và bây giờ thì tôi lại tạm thời tắt điện đi, tôi ra ngoài tôi giới thiệu tiếp cho quý vị các bạn. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng tôi xem về phần cốp của chiếc xe. Đấy, cốp của chiếc xe thì đây là cái phần ốc cốp sau đây bạn nhé. Ốc cốp sau nguyên zin này. Keo chỉ của cốp sau cũng còn nguyên zin luôn bạn nhé. Đấy, keo chỉ cốp sau này, chưa có mất keo chỉ đâu, keo chỉ còn nguyên zin hết này. Đấy, keo chỉ nguyên zin hết luôn bạn nhé. Đấy, về cái phần keo chỉ này, ốc cốp sau này. Đấy, và đến những cái phần nỉ của cốp sau này cũng đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và đây, cốp sau đây bạn xem này. Phần bên dưới nỉ cũng rất là mới này. Chiếc xe mới lăn bánh có hơn 4 vạn km thôi, cho nên là rất là mới nhá.
cả can nước thay kính vẫn còn của chúng xe này. Đấy, những cái phần nỉ đều rất đẹp luôn này. Bên dưới là lốp sơ cua các bạn này. Lốp sơ cua còn rất mới luôn các bạn nhá. Đấy, lốp sơ cua còn mới luôn này. Cái bộ lốp sơ cua này còn rất mới này. Và chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ là chủ xe cũng đã dán chống ồn hết rồi các bạn này. Đấy, dán chống ồn. Chủ xe này cũng làm chống ồn, chủ xe chia sẻ là làm chống ồn không biết hết mấy triệu đấy, làm cả xe các bạn nhé. Đấy. Rất là đẹp luôn bạn ạ. Lốp sơ cua thì còn rất là mới, kích đồ nghề trong đây cũng còn mới tinh luôn, vì lốp sơ cua chưa dùng mấy cho nên là các thứ là còn đều rất mới luôn quý vị các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên phụ này, keo chỉ các thứ là còn nguyên zin hết luôn bạn nhá. Đấy, chủ xe thì dán chống ồn rồi và dán hết cả những cái gioăng, gioăng này cũng là gioăng chống ồn cánh cửa các bạn nhá. Đấy, và táp bi cánh cửa đây rất là mới này. Đây là cái táp bi cánh cửa phía sau bên phụ rất là mới luôn, từ những cái khóa này cho đến những công tắc này đều rất mới luôn bạn nhá. Đấy, tất cả từ táp bi cánh cửa này cho đến nội thất bên trong của chiếc xe đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhá. Một chiếc xe phải nói là đẹp đấy ạ. 2021 mà mới lăn bánh có hơn 4 vạn thôi, cho nên là tất cả nó còn được như gần như là xe mới luôn bạn nhé. Bậc cửa thì cũng đã được chủ xe dán ốp chống xước bậc cửa này. Đấy, đều rất là mới luôn bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ. Cánh cửa phía trước bên phụ cũng là bấm tay để mở cửa này, khóa thông minh. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa luôn bạn nhé. Và keo chỉ cánh cửa này còn nguyên zin luôn này, đã được dán răng này là gioăng chống ồn mà chủ xe dán thêm nhé. Keo chỉ bên trong này là còn nguyên zin hết luôn quý vị các bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên zin này. Và táp bi cánh cửa thì bạn xem đây ạ, một cái táp bi cánh cửa phía trước này rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, từ những cái phần nhựa này cho đến những cái phần da này, rồi những cái công tắc lên xuống kính này, tay khóa này đều rất là mới luôn bạn ạ. Tất cả từ táp bi cho đến táp lô đều rất là mới luôn này. Táp lô này, vô lăng, các bạn xem đây ạ, vô lăng rất đẹp luôn này. Cần số, tay phanh đều rất đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. 2021 cho nên là chiếc xe rất là đẹp luôn này. Dạ, ốp bậc cửa chống xước này. Trải sàn, chủ xe cũng rất là cẩn thận này, lót sàn 5D rồi các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy. Cái này là cái cảnh báo áp suất lốp này này. Báo suất lốp này là phải để ra nắng cho nó mới có, nó có nạp điện nhé, để nó báo cảm biến áp suất lốp ấy. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Accent 2021 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.4 lít quý vị các bạn nhé, kết hợp với hộp số tự động. Đấy, và chiếc xe này thì rất là đẹp, chúng tôi mua về là chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì đâu, bạn xem đây ạ, còn bẩn nguyên đây ạ. Đấy, chưa có dọn dẹp gì nhé, mà rất đẹp như này rồi đây ạ. Đấy, tôi cũng chỉ lau qua đi một chút để tôi quay tôi chụp thôi, chứ còn tất cả là còn bẩn nguyên đây này, chưa dọn dẹp như nào nhé. Còn cái này là chưa bóc ni lông đấy, vẫn còn bẩn nguyên này, tôi chưa dọn được cái động cơ đâu, nhưng rất mới các bạn ạ, vì mới lăn bánh có hơn 4 vạn km thôi. Và đặc biệt là chủ xe cũng chăm sóc rất tốt cho nên là giữ gìn cho nên cái động cơ này nó mới được đẹp như này của bạn ạ. Và đây là cái ốc chân máy của chiếc xe các bạn nhé. Ốc chân máy là còn nguyên zin này, cam kết với quý vị bạn là ốc này chưa mở nhé, nguyên zin. Đấy, và ốc choang dàn cò cũng còn nguyên hết luôn này, tất cả chưa có một con ốc nào bị mở ra ở cái động cơ này của bạn ạ. Không những nó còn mới mà nó còn nguyên bản luôn bạn nhé. Đấy, một chiếc xe 2021 lăn bánh có hơn 4 vạn thôi, cho nên là tất cả nó phải nguyên zin như này đấy ạ, từ những ốc chân máy này. Và đặc biệt là nó không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì thì nó mới được còn nguyên được như này các bạn nhé. Tất cả những con ốc này là đều chưa có vết tháo này, từ những ốc tai này, ốc chân cabo này đều nguyên zin hết luôn bạn nhé, chưa có vết tháo đâu. Đấy, keo chỉ cabo này, keo chỉ cabo còn nguyên zin luôn bạn nhé, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Keo chỉ nguyên zin này, ốc cabo đây nguyên zin hết luôn bạn nhé, chưa có vết tháo. Đấy, và động cơ thì bạn thấy đấy ạ, rất đẹp luôn ạ, so với một chiếc xe cũ như này thì quá đẹp luôn rồi bạn nhé. Chắc chắn là không phải dọn gì ở cái động cơ này nữa đâu, rất đẹp rồi. Thưa với quý vị các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Accent phiên bản ATH sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu, lăn bánh hơn 4 vạn km bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 435 triệu đồng thưa quý vị và các bạn.
Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn, vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2021 phiên bản ATH này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đưa kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.